Hello, xin chào cả nhà. Meta đây. Hôm nay Meta quay trở lại với cả nhà trong series chăm sóc sức khỏe chủ động, một cái video về giới thiệu cho cả nhà về hóa thực vật mà có vai trò trong cái việc là ức chế cái sự phát triển ung thư đó, cũng như là ức chế cái sự phát triển và loại bỏ luôn những căn bệnh mãn tính. Thì như cái video trước các bạn đã tìm hiểu về là các giai đoạn phát triển của tế bào bình thường đến ung thư là như thế nào là đúng không? Thì làm thế nào để các bạn có thể ức chế từng cái giai đoạn phát triển để thành ung thư như thế? Và chuyện này nó cũng diễn ra tương tự đối với những căn bệnh mãn tính. Meta giới thiệu là cái video đầu tiên đó chính là hóa thực vật. Hóa thực vật hay còn gọi là phytochemical, thì những cái hợp chất mà nó có cả 10.000, các nhà khoa học đã tìm kiếm cả 10.000 cái phytochemical như vậy lẫn trong thực vật. Và những cái hợp chất này nó có hoạt tính sinh học rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Và nó được sinh ra trong một quá trình mà thực vật được nuôi trồng ra những cái nguồn đất khác nhau, bị đáp ứng những cái vấn đề thời tiết căng thẳng khác nhau, bị đáp ứng với những cái vấn đề sâu bệnh cũng như là những cái vấn đề khắc nghiệt khác của môi trường, mà thực vật nó tiết ra một cái chất, mà cái chất này là gọi là những cái chất rất là đặc biệt, có vai trò rất là đặc biệt, có chức năng sinh học rất là đặc biệt cho sức khỏe của bạn. Cái giai đoạn mà Mita mô tả sự hình thành và phát triển của một tế bào bình thường đến ung thư như thế, thì cái phytochemical này nó có một vai trò rất là đặc biệt và nó giúp cho các bạn sẽ hạn chế những cái vấn đề xảy ra đó và các bạn trở nên khỏe mạnh. Thì phytochemical nó có ở đâu như thế? Mới hồi nãy vừa nói đúng không? Nó nằm ở trong thực vật thì nó có ở trong thực vật chứ có ở đâu? Đó. Thì nó có hầu hết trong các loại thực vật, hoa quả, rau, củ, hạt có màu sắc sặc sỡ, màu sắc đậm. Đó, như là những rau có màu xanh đậm, hay là những rau có màu đỏ tía, hay là những củ có màu đỏ tía, màu đỏ, hay là những quả cũng vậy, những quả có màu đen, màu đỏ, màu tía, đó là những cái quả mà những đó về xét về màu sắc. Là thứ hai nữa là xét về mùi vị. Về mùi thì mùi nó rất là khó chịu vì nó phải chống lại sự sâu bọ cũng như là vi khuẩn này này nọ xâm nhập vào nó, cho nên nó phải tạo ra những cái chất rất là đặc biệt để nó chống lại, nên cái mùi nó hơi nồng, hơi cay, hơi hơi gắt, hơi nói chung là hơi khó, thậm chí rất là thơm đúng không? Nó là thơm nữa. Rồi nó có vị, là hầu hết có vị rất là khó chịu, là vị đắng, đắng chát, đó là những cái hợp chất phytochemical nó có như thế. Các nhà khoa học đã tìm thấy trên 10.000 cái phytochemical nó ở trong thực vật lận, thân thực vật. Và phytochemical này rất là dễ phân hủy ở cái nhiệt độ các bạn ạ. Đó. Tuy nhiên có một số nhóm phytochemical nó khó phân hủy ở nhiệt độ và nó lại tăng cường hoạt tính khi các bạn đun nấu. Ví dụ như trong bông cải xanh nè, ví dụ như cà rốt, ví dụ như củ dền, ví dụ như khoai tây, ví dụ như cà chua, đó là những cái sản phẩm mà khi các bạn đun nấu hợp lý thì cái hợp chất phytochemical này nó lại tăng lên và nó hiệu quả cho vấn đề sức khỏe của các bạn. Như vậy thì chức năng của cái hóa thực vật này là cái phytochemical này trong từng giai đoạn phát triển ung thư cũng như là những căn bệnh mãn tính nó diễn ra như thế nào. Đầu tiên người ta phải được kể đến nó đóng góp vào trong cái quá trình là sửa sai DNA các bạn, sửa sai cái sự mà rối loạn biểu hiện gen đó, nó sửa sai những cái vấn đề đó, nó đóng góp vào trong cái quá trình đó. Thứ hai là nó đóng góp vào trong một quá trình làm tăng cái hệ miễn dịch của bạn lên, làm tăng cái hệ miễn dịch. Thứ ba là đóng góp vào trong quá trình là nó giúp những cái tín hiệu miễn dịch này dễ dàng nhận dạng ra những cái tế bào lạ và tiết ra những cái hợp chất đặc biệt quan trọng để tiêu diệt tế bào lạ đi. Và cái thứ tư đó chính là nó làm chậm sự tăng sinh những cái tế bào bất thường, đó làm chậm sự tăng sinh tế bào bất thường. Cái thứ năm là nó giúp kiểm soát sự ảnh hưởng của sự bất cân bằng hormone bên trong cơ thể. Cái thứ sáu đó chính là nó giúp kiểm soát sự phân chia tế bào hợp lý. Và cái thứ bảy đó là tăng cường cái sự chết lập trình tế bào trong trường hợp mà khối u nó phát triển lớn như thế, thì phải làm cho những cái tế bào bất thường đó bị chết đi, ta gọi là chết lập trình apoptosis đó. Và cái thứ tám là làm chậm sự hình thành mạch và phát triển ung thư di căn.
Bước thứ 9 rất là quan trọng là đào thải những gốc kim loại tự do, gốc oxy hóa tự do ra bên ngoài cơ thể. Và thứ 10 là đào thải những cái tế bào lạ ra bên ngoài cơ thể. Tạm thời là các bạn hình dung là có 10 cái chức năng đặc biệt quan trọng của phytochemical như vậy. Và đóng góp vào trong quá trình loại bỏ những cái bệnh tật các bạn đang mang, đóng góp vào trong một quá trình mà loại bỏ những cái chất độc hại cũng như cái tế bào lạ, những diễn biến bất thường bên trong cơ thể của bạn trong một giai đoạn dài hình thành để phát triển ung thư. Mình chưa biết tương lai như thế nào. Nếu bạn là một người cảm thấy mình không khỏe mạnh, gặp phải những cái vấn đề mà cảm thấy không đủ cảm đủ mạnh mẽ, đủ khỏe mạnh, thì đó là những cái dấu hiệu bạn có những cái vấn đề rối loạn bên trong cơ thể. Có thể là thừa những cái gốc kim loại tự do, có thể là thừa những cái gốc oxy hóa tự do, có thể là bị làm căng thẳng tế bào, những cái vấn đề gì gì đó xảy ra bên trong cơ thể, người ta không thể biết được, nhưng đó là những có thể xảy ra như thế này bạn mới gặp phải vấn đề không khỏe mạnh bên trong. Và bạn chỉ cần là điều chỉnh trở lại, điều chỉnh bằng nhiều cách, nhưng trong video này người ta gợi ý cho bạn một cách, đó chính là hãy dung nạp phytochemical vào bên trong cơ thể, hay nói cách khác là hãy bổ sung rau quả xanh hay là những rau quả củ quả có màu sắc sặc sỡ đậm và bên trong cơ thể. Trong trường hợp mà không thể bổ sung trực tiếp thì hãy bổ sung gián tiếp bằng ở dưới dạng viên hoặc dưới dạng bột tinh chế ly trích gì đó, tùy các bạn ha. Mình hy vọng là các bạn thu nhập được một chút xíu thông tin nho nhỏ để cải thiện cả vấn đề sức khỏe của các bạn, và chúc các bạn và gia đình của các bạn ngày nào cũng khỏe mạnh và mỗi ngày mỗi khỏe mạnh hơn. Vậy nhé, bye bye.